Xin chào mọi người. Em quay cho mọi người cây Xin chào mọi người, em quay cho mọi người cây này là cây hoa hồng cổ Sa Pa nhé. Hoa hồng cổ Sa Pa là một trong những bông hồng mà được yêu thích nhất, bán chạy hàng nhất. Bao nhiêu năm nay vẫn là một trong những tông màu hồng mà được yêu thích nhất, bán chạy nhất, hot hit nhất luôn. Hồng cổ Sa Pa nhá, một trong những bông hồng nổi tiếng nhất. Đây mọi người nhìn này. Trời có đủ nắng đủ gió là hoa nó rất là đẹp luôn, rất là phê. Phê chữ ê kéo dài. Đấy, đây là cả một ngày trời hoa nó bị ánh nắng chiếu đây, bông này bông hoa gần tàn này, mọi người nhìn cái bông hoa gần tàn nó vẫn giữ được cái form này, vẫn giữ được form đẹp, màu sắc đẹp luôn. Hoa hồng cổ Sa Pa, đây là những bông hoa là đã là nở gần tàn rồi ạ. Mà nó vẫn màu nó vẫn tươi sáng như thế này. Đây là nụ hoa đấy ạ. Hoa hồng là một trong những dòng cây cực kỳ đáng để trồng. Bởi vì hoa của nó đẹp và hoa của nó hoa quanh năm. Một năm nó sẽ ra hoa khoảng 10 tháng. Tức là chu kỳ lọc hoa của cây hoa hồng cổ Sa Pa đã rơi vào khoảng 35 đến 40 ngày một lứa hoa. Tức là các bạn sẽ được ngắm hoa quanh năm đấy. Và mỗi lần nở nó sẽ nở được 5, 7, 10 ngày. 10 ngày như hồng cổ Sa Pa là 7 đến 10 ngày nha mọi người nhé. Là một loại cây cực kỳ đáng trồng. Nhưng mà cái thằng này thì nó lại đúng như kiểu là nó là gái đẹp ấy. Gái đẹp thường thường đồng đảnh ấy. Thì cây này nó cũng đúng như thế, là nó sẽ tốn công chăm sóc hơn một tí, nó sẽ kiêu kỳ, nó sẽ đòi hỏi mình đầu tư công sức và thời gian cho nó phải nhiều hơn các dòng cây khác một tí xíu. Mình phải chăm nó vất vả hơn dòng cây khác. Đây là cây hoa hồng cổ Sa Pa. Cây như này em đang bán với giá là 2 triệu một cây nhá mọi người nhá, 2 triệu một cây thôi, giá rất là hợp lý. Đó rất là hợp lý, cây đẹp luôn. Cây đẹp tán sải tay. Cây đẹp tán sải tay và đường kính gốc của nó, cây là cây to luôn nhá. Em quay sát thân này, thân đẹp nuột nà luôn nhá. Thân đẹp nuột nà luôn đấy ạ. Vanh của con này khoảng vanh 12, vanh 11, 12 nhá mọi người nhá. Vanh gốc vanh 11, 12. Thoát thân của cây này khoảng 60 đến 70. 20 này, 40 này, 60, ôi 80 luôn rồi. Em ước chừng nó thoát thân 70 và nó thoát 80 luôn rồi. Cây thoát thân 80 phân mà vanh của nó vanh 12 nhá mọi người nhá. Vanh 12 nhá là gốc của nó 3 phân hơn 3 cm ạ. Gốc của nó 3,4-3,5 cm nhá mọi người nhá. Bác nào quan tâm cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. Hồng cổ Sa Pa là một trong những bông hồng mà được yêu thích nhất, bán chạy hàng nhất là bao nhiêu năm nay nó cũng chưa bao giờ lỗi mốt nhá. Bao nhiêu năm nay rồi nó vẫn chưa hề lỗi mốt. Cây này em bán giá là 2 triệu một cây. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại của em là 0911451210. Cây hoa hồng cổ Sa Pa nhá. Em còn 4 5 cây tặng 2 triệu thôi. Cái hàng tặng 2 triệu này em không còn nhiều. Để có khách gọi. Xin lỗi mọi người vì sự gián đoạn. Cây tiếp theo này. Cả ngày không ai gọi xong cứ bây giờ lại đông nhau, đông người gọi. Alo, cháu có đang phát live đây. Vâng vâng. Cây tiếp theo nhá các bạn nhá. Cây đẹp đấy ạ. Vanh gốc của nó là vanh 12 nhá các bạn nhá. Vanh gốc của nó cây này là vanh 12 ạ. Thoát thân 60 phân, vanh gốc vanh 12. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cái này đường kính gốc của nó phải 4 phân cơ, cái này phải vanh 13 đấy, con này phải vanh 13, 14 đấy ạ. Em đo là 20 này, 40 này, 60 này. Cái này thoát 60 phân nhá các bạn nhá, thoát thân 60 cm và thân của nó là thân cái này thoát thân 60 cm và vanh của nó là vanh 14. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại của em là 0911451210 thôi em. 0911451210 ạ. Cây rất là xuất sắc luôn. Đấy, con rất là đẹp nhá. Chỉ có 2 triệu một cây các bác ơi. Nhanh tay mại dô. Không ai bán rẻ hơn em Thủy đâu. Cái tiếp theo đây. Cái tiếp theo nhá, cây này là dành cho những bạn nào mà thích cao cao thanh thoát. Cây này rất là cao và thanh thoát ạ. Tán của nó thì như nhau rồi. Cây này dành cho các bác là thích cao cao, bên cửa sổ có hai người yêu nhau. Thanh thoát nhá. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, cái này thoát 80 đến 90 phân. Ui gai đâm.
Cây này thoát 80 đến 90 nhá. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em. 0911 451210 ạ. Đẹp nhất cái lách luôn. 0911 451210. Đời thì ai cũng xem mình hơn, và mày ai cũng xem mình hơn. Em cần an chú, em cần yêu thương. Vài người ôm giấc mơ giàu sang, và mình ôm giấc mơ bình yên. Cái tiếp theo này, tán to sum dày đẹp, hoa hồng cổ Sapa nhá. Tán to sum dày đẹp đấy ạ. Cây này đây, thoát thân khoảng 40 phân đến 50 phân. Cây thoát thân 50cm nhá, vanh của nó vanh 12, 13. Vanh 12, 13 em bán đồng giá 2 triệu hết nha các bác nhá. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em. Em cần an chú, em cần yêu thương. Đời thì ai cũng xem mình hơn, giờ thì ai cũng xem mình hơn. Em cần an chú. Hát không hay nhưng được cái là hay hát. Lêu nghêu thì hát được, chứ mà bảo ngồi hát hết cả bài thì cũng lại chịu thôi. Hello, 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 hello. Bông hoa hồng cổ Sapa đẹp chưa các tình yêu ơi? Này hoa đẹp chưa các bác ơi? Em cần yêu thương, em cần an chú. Em bán chỉ 2 triệu một cây hồng cổ Sapa như thế này nhá. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210 cho em. Cái này thoát thân 1 mét thôi, em không cần phải đo, nó đang bị gai đâm rồi, không đo nữa. Thoát thân 1 mét nha các bác nhá. Em xin phép tắt like đây, cảm ơn tất cả mọi người xem like của em.